Ở đây thì có bao nhiêu số các bạn mà nặn mụn xong chúng ta bị thâm rất là lâu ạ? À, có rất là nhiều đúng không? Và hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ bật mí cho các bạn 5 cách để có thể trị thâm sau khi nặn mụn hiệu quả nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là trị thâm sau khi nặn mụn. Thì chắc chắn là có rất là nhiều bạn sẽ quan tâm chủ đề này đúng không ạ? Và trước khi đi vào chủ đề chính thì bác sĩ Ngọc muốn mời các bạn lại tham gia vào trong cái group Skincare Khoa cùng bác sĩ Ngọc này. Phải like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nữa. Hiện tại thì cái group Skincare Khoa cùng bác sĩ Ngọc chắc nó phải tầm 16-17 nghìn gì đó rồi, các thành viên rồi. Và ở trong fanpage nữa thì cũng mời các bạn lại tham gia và like fanpage và tham gia vào trong group để chúng ta có thể nhận được thêm nhiều thông tin hơn từ bác sĩ Ngọc và từ những cái thành viên ở trong cộng đồng nhé. Và với chủ đề về trị thâm sau nặn mụn ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ có hai phần làm rõ cho các bạn. Phần đầu tiên là tại sao sau mụn chúng ta lại có thâm, và phần thứ hai là 5 cái cách để chúng ta có thể trị thâm hiệu quả sau khi nặn mụn. Và bây giờ là phần đầu tiên, tại sao mà sau mụn chúng ta lại bị thâm. Thì không biết là các bạn có còn nhớ không, bác sĩ Ngọc cũng đã từng giải thích ở những video trước rồi, và với một số bạn mới đến thì bác sĩ Ngọc sẽ giải thích lại cho các bạn này. Thì bản chất thâm mụn nó là cái tăng sắc tố sau viêm. Sau khi mà cái mụn nó từ cái giai đoạn là có thể là chưa có viêm này, sau đó thì nó trồi cái nhân viêm lên này, sau đó thì nó sẽ cô gọn cồi này, sau đó thì nó được đưa ra khỏi bên ngoài, sau đó nó đóng vẩy này, sau đó thì nó bong cái vẩy ra và nó sẽ để lại một cái rát tăng sắc tố trên da. Và chúng ta gọi đó là vết thâm đúng không ạ? Và cái rát thâm đó nó chính là cái tăng sắc tố sau viêm. Cái thâm mụn đó là tăng sắc tố sau viêm. Và cái bản chất của tăng sắc tố sau viêm là cái tình trạng tăng sắc tố do có một cái tổn thương ở trên da, mà cụ thể ở đây là cái mặt viêm. Sau khi mà bị tổn thương như vậy thì da nó sẽ được nhận được cái tín hiệu là ở cái vùng đó nó cần được bảo vệ nhiều hơn, và nó sẽ huy động cái melanin lên vùng đó nhiều hơn, sản xuất tăng cường để đưa lên cái vùng da đó để bao bọc quanh tế bào và bảo vệ tế bào khỏi những cái tác động của tia UV. Bởi vì khi mà tia UV nó chiếu vào thì những cái vùng da bị tổn thương sẽ càng được bảo vệ nhiều hơn đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là sau khi mà bị mụn xong thì sẽ có melanin huy động lên để bảo vệ xung quanh tế bào. Và như vậy thì khi mà càng tổn thương thì cái thâm nó sẽ càng đậm đúng không ạ? Và một cái mụn thông thường thì kể cả các bạn có nặn mụn hay là không nặn mụn thì sau mụn nó vẫn sẽ để lại thâm. Vấn đề là thâm ít hay thâm nhiều thôi, tùy thuộc vào cái thao tác của các bạn và tùy thuộc vào cái mức độ mụn ban đầu của cái nốt mụn đó thì nó sẽ có thể thâm ít hay thâm nhiều, nhưng nó vẫn sẽ có bị thâm các bạn nhé. Và cái việc mà chúng ta sẽ làm tổn thương da càng nhiều thì da vùng da đó nó sẽ càng nhận được tín hiệu để phải huy động sắc tố melanin nhiều hơn. Chính vì thế nó sẽ có thể có bị thâm đậm hơn trong một số trường hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 2 là 5 cái cách làm sao để chúng ta có thể giảm thâm sau nặn mụn hiệu quả. Trước tiên để mà nói đến nặn mụn thì các bạn phải đảm bảo là sẽ có cơ sở uy tín. Thì chúng ta sẽ phải thực hiện đủ 3 sạch. Thứ nhất là ở trước khi nặn này sẽ có những thao tác sạch này, trong khi nặn này và sau khi nặn phải đảm bảo sạch. Đấy là cái điều kiện tối thiểu rồi. Và bác sĩ Ngọc sẽ không đào sâu trong video ngày hôm nay. Đã có một cái video nói về nặn mụn rất là rõ ràng rồi, và trong những video trước bác sĩ Ngọc cũng đã nói rồi, thì các bạn có thể xem lại trong đường link mô tả. Mà hôm nay ở trong cái điều kiện mà các bạn đã đủ điều kiện để nặn mụn rồi và cái cơ sở các bạn làm nó đã đủ uy tín và đủ chất lượng để nặn mụn hiệu quả rồi, thì cái vấn đề là sau khi nặn mụn xong nó sẽ có những cái vết thâm thì chúng ta sẽ làm thế nào. Thì bây giờ bác sĩ Ngọc sẽ đưa ra 5 cái cách như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ không nặn mụn non. Không nặn mụn non tức là khi mà mụn chúng ta chưa sẵn sàng để trồi nhân ra bên ngoài, khi mà nó chưa có những cái dấu hiệu để mà thấy là cái nhân mụn nó đang gom cồi gì thì chúng ta đừng cố gắng để nặn. Nhưng mà mới hình thành cái nhân mụn mà nó còn đang viêm, đang đỏ thôi, nó vẫn đang trong quá trình gom cồi, nó chưa rõ ràng cái nhân mụn ra, thì chúng ta đừng nặn ở thời điểm này. Bởi vì nặn ra thì nó cũng sẽ không thể lấy được cái nhân mụn ra, mà nó sẽ viêm đi, viêm lại và có thể lan cái dịch viêm sang vùng khác, và nó khiến chúng ta là bị lây lan ổ viêm này. Và chắc chắn là thâm mới rất đậm, vì lúc này là phải cần cái lực tác động lớn. Tại vì chúng ta nặn chúng ta không thấy cái nhân ra đúng không ạ, thì chúng ta lại càng nặn mạnh hơn, và cái lực tác động nó càng mạnh thì chúng ta sẽ càng bị thâm lâu hơn. Như bác sĩ Ngọc nói bên trên, càng tổn thương thì nó sẽ càng bị thâm đậm. Chính vì thế cho nên là cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ không nặn mụn non. Kể cả khi mà chúng ta đi đến những cái cơ sở để mà nặn mụn cũng vậy, không phải là kỹ thuật viên nào cũng sẽ có kiến thức để nặn đúng cái mụn của các bạn cần phải nặn. Cho nên thứ nhất chúng ta sẽ chọn cơ sở uy tín. Còn nếu như mà trường hợp các bạn chỉ có 1-2 cái mụn thôi và muốn nặn mụn tại nhà thì hãy nặn mụn khi mà nó đã chỉ sẵn sàng thôi, chứ đừng mà mới lên nhúi nhân mụn lên chưa thấy kỹ đầu mụn đâu mà chúng ta đã nặn rồi, thì nó sẽ để lại thâm rất là lâu và thậm chí còn không lấy được nhân mụn ra ngoài. Và cách số 2 để có thể giảm thâm sau nặn mụn hiệu quả đó là chúng ta hãy sau khi nặn mụn xong chúng ta hãy bôi những cái kem giảm viêm mụn tiếp tục. Các bạn thường nghĩ rằng là sau khi mà nặn mụn xong là xong đúng không ạ? Lấy cái nhân mụn xong là xong đúng không ạ? Thực chất không phải như vậy. Tại sao mà cái da của chúng ta ấy thì nó sẽ có cái chu trình thay mới, trong vòng 1 tháng là có thể thay hết cái lớp thượng bì ra rồi, mà cái tăng sắc tố sau viêm mà nó chỉ nằm ở thượng bì thôi đúng không ạ? Hầu hết là chỉ nằm ở thượng bì thôi. Thế thì tại sao trong cái quá trình 1 tháng mà nó sẽ thay mới hoàn toàn cái lớp tế bào thượng bì mà nó lại không hết thâm được? Thì đó là bởi vì cái phản ứng viêm mà chúng ta nhìn thấy nó viêm đỏ của cái nốt mụn ý, nó chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm thôi. Tức là khi mà chúng ta lấy được cái nốt mụn ra rồi thì cái phản ứng viêm âm ỉ nó vẫn còn, tức là nó vẫn tiếp tục sản sinh cái sắc tố melanin tiếp tục sau đó, sau khi mà cái nhân mụn nó được lấy ra bên ngoài rồi.
các bạn hình dung là các bạn lấy được niêm mụn ra ngoài nhưng thực chất nó vẫn còn cái phản ứng viêm sau đó đấy, chứ không phải là hết hẳn đâu. Chính vì thế cho nên sắc tố melanin vẫn được sản sinh ra thêm. Chính vì thế cho nên là sau khi mà nặn mụn xong, chúng ta vẫn tiếp tục bôi những loại kem giảm viêm mụn, có thể như ban đầu hoặc là trong thời gian mấy ngày đầu thì chúng ta sẽ bôi những loại dành cho da nhạy cảm để có thể giảm viêm tốt hơn. Bởi vì thâm mụn nó là cái tăng sắc tố sau viêm, cho nên là càng viêm nó sẽ càng thâm, vẫn còn viêm thì nó sẽ vẫn còn thâm. Chính vì thế cho nên là bôi giảm viêm thì nó cũng sẽ giảm thâm mụn. Và một số những cái loại chúng ta có thể bôi sau khi mà nặn mụn xong cho da nhạy cảm thì có thể lựa chọn như là azelaic acid, ví dụ như là Demaphos này, Megaduo này, hoặc những cái kháng sinh bôi sau khi nặn mụn thì có thể có erythromycin này, Erylic, à không, Erylic nó có tretinoin, nó sẽ kháng kích ứng các bạn ạ, Eriflut nhá. Hoặc là như là tebamycin thì sẽ có clindamycin, các bạn có thể lựa chọn. Và cách số 3 đó chính là kết hợp thêm những cái kem trị thâm. Thì lúc này chúng ta ngoài cái việc chúng ta giảm viêm mụn, đương nhiên bác sĩ Ngọc vừa nói bên trên là nặn mụn xong nó vẫn sẽ còn phản ứng viêm âm ỉ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ giảm viêm mụn này, sau đó chúng ta kết hợp thêm vào cả những loại trị thâm nữa. Thì ở đây khi mà da nó đã hồi phục hơn sau khi mà nặn mụn vài ngày rồi, chúng ta có thể kết hợp thêm, ví dụ như chúng ta có thể kết hợp thêm là niacinamide này, có thể kết hợp thêm như là azelaic acid, chúng ta có thể bôi từ đầu luôn để có thể giảm viêm mụn đúng không ạ? Và chúng ta có thể kết hợp thêm với cả gì nữa ạ? AHA để vừa có thể tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da chúng ta mịn hơn, đỡ bị dày sừng hơn này, và có thể lấy đi cả tế bào chết bên trên bề mặt da để đưa cái sắc tố ra bên ngoài luôn. Đó là những cái giảm thâm mụn chúng ta có thể kết hợp thêm mà nó rất lành tính đối với cả da mụn nữa. Và cách số 4, chắc chắn cách này các bạn biết rồi, bác sĩ Ngọc phải nói lại một lần nữa, đó chính là chúng ta phải chống nắng kỹ. Bởi vì sao phải chống nắng kỹ ạ? Bởi vì là thâm mụn nếu như mà chúng ta nó chỉ ở cái phần thượng bì thôi, mà chúng ta chỉ cần chống nắng kỹ thôi là dần dần một vài tháng nó có thể tự hết các bạn ạ. Nếu như mà đối với cả những loại thâm chỉ ở thượng bì nhá, có một số ít những loại thâm mụn là có thể xuống trung bì thôi, trong cái trường hợp mà màng đáy của chúng ta bị tổn thương thì nó có thể sắc tố nó đi xuống trung bì, nhưng trường hợp này nó không nhiều mà chủ yếu là ở thượng bì thôi. Khi chúng ta chỉ cần chống nắng tốt thôi là dần dần khi mà quá trình thay mới của tế bào thượng bì là nó có thể đào thải sắc tố ra bên ngoài rồi. Chính vì thế cho nên là kem chống nắng là một phần không thể thiếu. Chúng ta có thể bôi rất nhiều loại trị thâm, có thể tiền triệu, nhưng không chống nắng thì không có ý nghĩa gì cả. Vậy cho nên là cách số 4 để có thể giảm thâm nhanh, hiệu quả cực kỳ luôn, đó là chống nắng kỹ và bôi đủ liều, đủ lượng kem chống nắng. Và cách số 5 để có thể giảm thâm mụn hiệu quả sau khi chúng ta đã làm tốt tất cả những cái cách nói trên, như là chúng ta nặn mụn không được nặn mụn non này, như là chúng ta sẽ dùng thêm kem giảm viêm sau khi nặn mụn này, chúng ta sẽ dùng thêm kem trị thâm sau khi nặn mụn này, chúng ta chống nắng tốt này, thì cách số 5 chúng ta có thể bổ sung thêm khi chúng ta có điều kiện, đó là dùng thêm những cái viên uống để trị thâm. Khi như ở video lần trước bác sĩ Ngọc cũng đã có nói đến những cái viên uống để làm sáng da, làm trắng, trị thâm, trị nám rồi, thì nó có thể có những cái nhóm như là tranexamic acid này, vitamin C này, vitamin E này, glutathione này, thì các bạn có thể tham khảo trong cái video lần trước. Khi mà chúng ta đã làm tốt những cái việc bên trên rồi, 1, 2, 3, 4 rồi, thì có điều kiện chúng ta bổ sung thêm như là những cái viên uống đó, chúng ta có thể giảm thâm nhanh hơn, làm sáng da hiệu quả hơn. Và có bao nhiêu số các bạn ở đây tin rằng mình có thể làm tốt được 5 cái điều đó ạ? 4 trên 5 thôi là đã rất hiệu quả rồi, mà bổ sung được thêm cái thứ 5 nữa thì nó sẽ càng hiệu quả hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là 4 cái ban đầu nhá. Thì có ai ở đây nghĩ rằng mình sẽ làm được tốt ạ? Các bạn comment xuống bên dưới nhá, comment là tôi sẽ làm. Và bác sĩ Ngọc tin rằng là áp dụng 5 cái biện pháp này thì các bạn sau khi mà nặn mụn xong, các bạn sẽ có một cái làn da mà nó sẽ đỡ thâm nhất được có thể. Còn nếu như các bạn trị mụn xong mà các bạn không bôi chống nắng, mà các bạn cứ phơi mặt ra xong các bạn lại chỉ chăm chăm đi bôi mấy cái trị thâm thôi, thì bác sĩ Ngọc tin rằng nó sẽ không thể nào hết thâm được nhanh đâu. Bởi vì là cái mụn ấy nó là cái bệnh lý mạn tính và các bạn phải luôn luôn trị thâm song song với trị mụn. Ngoài cái việc là các bạn bôi trị thâm thì các bạn phải kèm với cả sản phẩm trị mụn nữa, giảm viêm mụn và có thể là tiếp tục đào thải nhân mụn ra nữa, nó mới có thể hiệu quả được. Và hy vọng là qua video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức hữu ích hơn về cái việc là chăm sóc da sau nặn mụn làm sao để cho nó đỡ thâm mụn. Và nếu thấy yêu thích bác sĩ Ngọc thì hãy tặng cho bác sĩ Ngọc một đăng ký này và ấn thêm hình quả chuông để hàng ngày chúng ta có thể gặp bác sĩ Ngọc sớm hơn trên kênh YouTube này. Và hãy chia sẻ video, đừng ngần ngại nếu thấy nó hay và ý nghĩa, để có thể lan tỏa đến tất cả mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.